Mộc Hương Shop xin chào tất cả các bác. Hôm nay tôi xin phép lên một cái mẫu vòng đốt trúc san hô xanh mà rất là nhiều các bác quan tâm trong những ngày vừa qua. Cái san hô xanh này thì nó rất là đặc biệt, màu xanh tự nhiên. Và chất lượng của nó thì nó rất là cứng, siêu bền. Tôi nếu mà các bác muốn xem cái phôi của nó, cái phôi của nó thì tôi sẽ hôm nào tôi sẽ gửi cái phôi của nó vào đây và tôi sẽ cho các bác xem nhé, gửi cái phôi vào đây luôn. Cái phôi của nó cực kỳ là đẹp và nó khác biệt, nó như là cái sừng hươu ấy các bác, sừng hươu sừng lai ấy. Nó không dài lắm đâu, nó không dài như san hô đỏ hoặc san hô đen hoặc san hô vua đâu, mà nó như là một, nó mọc như là cái sừng, những cái gạc sừng hươu sừng nai đấy. Một cái cây của nó rất là nhiều nhánh nhưng mà nó sẽ không dài và nó không nhỏ, nhánh của nó rất là to, nó khoảng 2 đầu ngón tay đến 3 đầu ngón tay, và cái nó cái cục thân của nó cũng rất là to, cục thân của nó phải phải cả bằng một cái bàn tay này của mình. Và cái san hô này nó phát triển rất là chậm, nó phải hàng trăm năm, hàng mấy trăm năm. Chính vì thế mà cái lượng sản phẩm phôi cũng như là cây nó rất là ít. Từ Indo, Malaysia, Philippines cho đến Việt Nam mình, gần như là các cái nước đảo, biển đảo đều có san hô hết các bác nhá, đều có san hô hết. Gần như là nó chất lượng của nó gần như là như nhau vì nó cùng nằm ở một vùng biển mà, biển Đông mà. Và mình khai thác và mình mua, ở mình thì khai thác và họ cấm rất là nhiều. Việt Nam mình cấm rất là nhiều về khai thác san hô và bảo vệ san hô, dạng san hô, nhưng mà những cái loại san hô này là nó gần như là nó hóa thạch và nó chết rồi các bác. Nó không phải những cái dạng san hô mới hoặc là nó còn sống đâu. Mà chúng ta đi nặn hoặc là đi ở như ở Phú Quốc ấy các bác, mà đi Phú Quốc rồi đấy các bác biết là những cái dạng san hô đấy là bảo tồn bảo quản để chúng ta phục vụ, chúng ta đi du lịch nặn nặn biển đấy, mà xuống săn nặn san hô đấy, thì những cái loại đấy nó là loại khác các bác nhá, san hô khác. Còn những cái loại san hô này là nó hàng hàng trăm năm, hàng mấy trăm năm nó ở dưới biển rồi và nó gần như là nó chết rồi, nó hóa thạch rồi, thì chúng ta mới khai thác và người ta mới đi nặn lấy những cái loại san hô này để làm trang sức được. Chứ còn những cái loại san hô mà nó có nhiều loại san hô đó, san hô mà nó cứ bè bè như cái nấm ấy thì nó không phải không dùng làm trang sức được các bác. Các bác phải hiểu san hô là nó rất nhiều loại, nhiều dòng. Thì ở đây nó có mấy cái mẫu trúc đốt trúc 10 ni, 8 ni, 12 ni. Ở đây thì có 12 ni dành cho nam. Thì các bác rất là quan tâm, những anh em ở nước ngoài rồi ở Việt Nam mình cũng rất là quan tâm san hô. Vì cái san hô xanh này nó có màu xanh, nó rất là đặc biệt, nó tượng trưng cho cái màu xanh hy vọng này. Rất là đẹp, rất là hay. Và không có loại san hô nào nó lại màu xanh như này. Chỉ duy nhất cái loại này nó có màu xanh tự nhiên các bác nhé, xanh tự nhiên. Nó chỉ có thứ nhất san hô đỏ này phổ biến này, san hô đen này, san hô vàng, màu vàng, hoặc là san hô vua. San hô vua cũng là thuộc loại hiếm rồi. San hô xanh này, đó, san hô xanh này cũng là thuộc hàng top hiếm. Và san hô thì cái đặc tính, cái công năng sử dụng của nó rất là tuyệt vời. Thứ nhất là nó cứng, bền, bóng đẹp. Các bác đeo dã chiến thoải mái, vô tư nước nôi, vô tư luôn. Tắm không cần phải tháo ra cũng được, vô tư rửa tay, nước, mồ hôi, nó vô tư luôn, cực kỳ là chất lượng. Còn cái về cái độ đẹp màu sắc như này thì quá tuyệt vời rồi đúng không các bác? Độ đẹp của nó, gỗ thì không thể bằng những cái loại này được. Nếu mà để mà so sánh về gỗ, gỗ thì chỉ có tiểu diệp tử đàn hoặc đàn hương thì mới so sánh mới bền được. Đây tôi đang đeo gỗ tiểu diệp tử đàn và đàn hương Ấn Độ.
thì mới chất lượng mới tốt, không thể nào mà bằng san hô được. Thực sự nó là gần như là đá rồi, mà các bác biết đá này nó sợ gì nước đâu, hóa thạch, hàng hóa thạch thì nó sợ gì cái gì đâu. Tuyệt vời. Có một sợi tôi đã gửi cho khách, và bây giờ một sợi nữa là tôi sẽ gửi đi bọc vàng các bác. Cái sợi mà bọc vàng đợt vừa rồi là về sớm đấy, cái sợi của anh Quang ở Hà Nội ấy, thì tôi đã gửi cho anh, chắc là không biết là anh nhận được hàng chưa. Tôi đã gửi cho anh rồi. Và buổi chiều ngay hôm đấy là nó về một sợi bọc vàng của khách ở bên Hàn Quốc, một anh ở bên Hàn Quốc anh cũng đặt. Thì tôi lại không quay được clip vì mới quay buổi sáng, sau đó buổi chiều nó về luôn. Thì tôi có liên hệ với anh và anh ấy chuyển tiền cho tôi và tôi chuyển gửi đi sang bên Hàn Quốc cho anh ngay hôm đấy luôn, buổi chiều hôm đấy luôn. Là anh ấy chuyển nhanh thì chắc tầm 1 tuần đến 10 ngày là anh nhận được bên đấy rồi. Đó, bọc vàng, bọc kín bịt vàng này. Thì bây giờ tôi sẽ gửi đi một sợi nữa, bọc vàng nữa cho khách nữa. Cũng phải tầm hết tầm 5 đến 7 hôm đấy, bọc vàng. Nó không nhanh được, không vội được. Và đợt này thì san hô, nói chung là làm hàng này nó rất là đẹp, nó sắc cạnh. Làm mình làm mài kỹ, mài tuyệt vời luôn đó. Và san hô này nó rất là cứng, rất là khó làm luôn. Mài mà nó tóe nửa ra, các bác thử tưởng tượng nó tóe nửa ra như là sắt, là đá. Mài này, mài như này, mài cho nó mịn đi đấy, thì nó còn tóe cả nửa ra như vậy. Các bác thấy độ cứng của nó tuyệt vời như nào. Và nó có những cái chấm này, là cái vân san hô nha các bác nhé. Là những cái này hình như là tôi phán đoán thì nó là những cái lỗ để cung cấp dinh dưỡng. Thì nó thành những cái lỗ chấm vân vân này như là nu vậy các bác, như là nu, hạt nu ở gỗ đây. Đây cái vòng này cũng đấy, các bác thấy cái chấm nu bách xanh chưa? Gỗ bách xanh. Có một sợi 18 ly này. Nu hoa bách xanh. Hàng này tôi mới chọn xong. Sợi này cũng tương đối đẹp. Bác nào lấy thì báo tôi nhé. Sợi này cũng khá khá các bác, cũng được khá khá nu. Đó, nó như là nu chấm nu gỗ vậy. Đó, chấm tròn tròn bi đây các bác. Đó. Cái san hô xanh này nó đặc biệt vậy cơ. Nó không giống như san hô đen hay san hô đỏ mà nó lại có chấm này, rất là đẹp. Nhìn sâu vào nhìn rất là rõ, kỹ nhìn thấy ngay đâu. Đó, hạt nào nó cũng có. Nói chung là nó khắp ở khắp bên trong mà, trong cái thân của san hô. Cái này khoan của nó cực kỳ là vất vả các bác. Khoan lỗ này cực kỳ là vất vả, nó cứng lắm. Nó phải khoan chuyên làm đá, mũi khoan cực kỳ cứng. Bác nào đặt hàng thì có thể nhắn tin qua Zalo 0987863250 hoặc 0985233952. Mộc Hương Shop chỉ duy nhất dùng hai số này thôi các bác nhá. Còn các bác liên hệ các số khác đều không phải các bác nhá. Liên hệ các số khác ở trên mạng như này đều không phải. Tất nhiên là tôi biết ở trên mạng như này thì có rất nhiều shop giống tên nhau, na ná nhau, thì các bác người xem các bác không thể biết, không thể phân chưa phân biệt được. Thì ví dụ những người già hoặc những người có tuổi rồi đấy, người ta có thể nhầm lẫn là chuyện bình thường. Còn các bác nào mà tinh ý thì có thể phân biệt được ngay, hoặc là các bác mua hàng quen trên mạng rồi thì các bác phân biệt được. Nhiều bác tôi vẫn hay những nhận được cuộc điện thoại gọi nhầm như vậy, rất là khó chịu và vẫn phải giải thích cho các bác ấy để các bác hiểu. Rõ ràng tôi mua bên bên này nhưng mà lại không có thẻ của bên tôi các bác. Cứ nhận là mua ở đây không có thẻ ở đây mà giá tiền thì lại khác mà lại cao hơn, lại cứ nhận ở đây thôi. Nói chung là những cái người mà có tuổi rồi người ta không để ý là chuyện bình thường. Mình phải giải thích, mình phải bỏ qua thôi các bác. Xu xuê đi thôi chứ không trách cứ được, không trách móc được. Vì là trên mạng này nó nhiều cái nó na ná giống nhau. Mộc Hương Shop là bên tôi rồi, các cái nơi nó cũng có chữ Mộc Hương.
nhưng mà số điện thoại thì không sai lệch được đi đâu các bác, hoặc là cái thẻ bảo hành thì không sai lệch được đi đâu được. Chỉ có duy nhất thôi, bên Mộc Hương Shop này các bác mua sẽ có thẻ bảo hành này, đây duy nhất cái này, mặt đen mặt vàng đó. Cảm ơn các bác, clip cũng khá 10 phút hơn rồi, tôi sẽ kết thúc clip tại đây. Cuối clip thì tôi sẽ khuyến mại cho các bác cái vòng trầm hương, đây là đốt cúc, vòng lút đồng xu, cái này dành cho nam, cái này 3,5 triệu thì để cho các bác 2,6 triệu các bác nhá, các bác lấy thì báo tôi. Cái này cũng rất là thơm, hàng là Tốc Kiến núi rừng Quảng Nam, đẹp. Có một sợi đẹp nữa các bác, đây sợi này 12 ni hàng Tốc Kiến nữa, hàng này là nguyên bản tự nhiên, không keo không sáp gì cả, nguyên bản tự nhiên luôn, vân rất là đẹp. Hàng Tốc Kiến các bác nhé, núi rừng 12 ni thôi, 12 ni sợi này là 3,5 triệu thì để cho các bác còn 2,6 triệu đi đó, các bác nào lấy thì báo tôi nhé, 2,6 triệu hai sợi, có hai sợi khuyến mại cho các bác, cho các bác nhiều bác sẽ thích cái sợi tròn này này. Ở đây đang sông trầm, sông cái hàng núi rừng, hàng Việt Nam đấy các bác, hàng dục đấy, hàng dục Việt Nam đấy. Ui, đây này, sông này thơm lắm, cho bé bé đi. Các bác nào mà sông mà nó khói nhiều quá các bác cho bé đi, để nó khói nó ít thôi, đây nó khói nhiều quá. Đấy, cái tinh dầu của nó ra này. Hàng dục này nó thơm rất là nâu, nó cái mùi hương lưu trong không khí nó rất là nâu, nó khác với hàng Kiến. Hàng Kiến thì nó thơm ngọt mạnh nhưng mà nó không lưu hương lâu bằng cái hàng dục này. Cái hàng dục rác này nó thơm, nó lưu hương cực kỳ nâu. Ví dụ các bác sông như này nhưng mà nó phải lưu hương mấy tiếng đồng hồ ở trong phòng các bác, ở trong phòng kín ấy, phòng ngủ hoặc là phòng điều hòa như này, này là nó lưu hương lại rất là nâu trong không khí nhá các bác nhá. Đó là cái đặc điểm đặc trưng của cái hàng dục, miếng trầm dục Việt Nam. Các bác đặt hạ đây. Đây hàng dục đây các bác. Đấy. Đây các bác nhá. Đây cái miếng hàng dục này, miếng hàng dục đây. Đây là cái miếng trầm. Bên này mặt dầu, bên này là mặt dục. Rác ở đây nó có, trước là nó có cái rác bám vào đây là nó không có dầu. Thì khi mà lâu năm ấy nó sẽ bị mục đi. Mục đi như vậy thì nó dục hết đi. Thì nó chỉ còn lại cái lớp dầu mỏng này thôi. Đó. Thì nó gọi hàng dục. Nó như là nũa ấy các bác, nũa ấy. Nũa để lâu năm thì nó dục đi thì nó còn lại những cái lớp gỗ chắc cứng thì nó như là đá sừng vậy. Thì nó gọi là hàng dục rác, hàng nũa. Đó trên rừng. Đây, đó các bác thấy chưa? Nó gần như là có một mặt dầu này và một mặt dục đó. Cái mặt này nó dục hết đi này. Đây các bác thấy chưa? Đây mặt dầu đây, mặt dầu của nó đây. Rất nhiều dầu trong này. Và đây mặt dục đó, nó dục nó bị mục hết đi rồi. Mình không cần phải cạo hay là không cần phải tác động vào nó. Mình khai thác được là nó đã như vậy rồi. Hàng này vụn các bác nhá. Hàng vụn này về sông rất là tốt. Tiện lợi và giá thành của nó hợp lý, nó không như hàng miếng to nó đắt lắm. Hàng miếng to chỉ chủ yếu xuất đi nước ngoài thôi, còn hàng vụn này thì giá của nó hợp lý, như là người mình dùng nó tiện hơn. Đây nó ví dụ một cái này vừa mới tôi xông ấy, chỉ cần khoảng 3-4 miếng đây, 3-4 miếng như này là xông một lần trong phòng ngủ. Ví dụ đi ngủ các bác xông khoảng 2 tiếng đồng hồ, các bác hẹn giờ 2 tiếng trước khi đi ngủ ấy là tuyệt vời không các bác, giúp mình thư giãn. Xong trong phòng ngủ, phòng làm việc, phòng điều hòa thì các bác nên xông bằng điện các bác nhé.
nhiều bác hỏi tôi là tại sao sông bằng điện và sông bằng than hoạt tính thì bác nên dùng bằng cái gì, thì tôi vẫn khuyên là bác nên dùng sông bằng lò điện, vì là than hoạt tính các bác phải mua than này, phải mua cái khò để đốt than này, phải mua cái nư, cũng phải mua cái nư để cho than vào bên trong đấy này, hoặc là phải mua cái bột trắng trắng ấy, bột dẫn nhiệt ấy, để các bác vùi cái viên than đấy vào, xong rồi các bác đặt cái miếng trầm lên, nó rất là mất công và mất thời gian. Thì thà mình mua một cái nư sông điện, nó rất là tiện lợi và hiệu quả. Các bác sông than thì các bác làm sao mà dám sông ở trong phòng ngủ, chỉ có sông trong phòng khách thôi chứ phòng ngủ than nó độc lắm. Chính vì thế mà các bác nên sông bằng nư điện các bác nhé. Nư điện mình mua một dùng một lần, mình bỏ số tiền mình dùng được lâu dài, chứ các bác mua than về đốt cái hết xong lại phải bỏ là lại mua, rất là bẩn. Thứ nhất là bẩn và không tiện lợi. Bác nào lấy thì bên tôi sẽ ship đi nhá, các bác lấy một lạng hoặc là một hộp một lạng cũng được, hoặc là nửa lạng cũng được, dùng rất là nhiều, dùng thử cái loại này đi đó. Cảm ơn các bác nha, xin chào các bác.